Bà vợ 56 tuổi hả? Ông già vợ còn không? Rễ năm mươi rồi, thì nước ngập tới giờ. Bà vợ thì 56, con rể 50. Đúng rồi. On Salimon là em yêu anh yêu. Tập lấy bông tê là gì? Bé sao bé còn nhỏ mà cho ăn hột ổi rồi. Tập lấy bông tê là gì? Mà thấy có chút xíu rồi chạy. 3 tuổi mà bé còn bé tí nhưng mà đang nói còn tập lấy bông tê gì? Mình lớn sẽ ăn ổi con. Rồi con cắn được không? Được. Con cắn được hả? Trời ơi, lớn bạn ổi nè cả nhà. Chị không khuyên để nó ăn hột ổi thì nguy hiểm. Khuyên gì không cho nó ăn. Không cho nó ăn khắp. Rồi cái này mình nở mình xanh nó đâu anh? Mình nở mình xanh nó đâu? Chứ hồi đó mình cũng ăn bởi quà gì. Bên dòng tiền ha. Đây cái đó xa hả? Cái này có gì nghèo mà cái nó muốn ăn gì đang. À, nãy mua thịt heo mà hai anh chị còn ngại không dám mua luôn. Rồi thịt heo vậy mình làm cái gì ăn anh Hùng? Đưa cho ba kìa. Đưa cho ba đi con. Trời, người ta đi người ta ăn được, người ta ăn. Nó ăn hết nửa trái còn gì nữa. Ăn hết thịt con gì? Ăn hột luôn. Thơ đinh. Vậy mà trời nuôi đó. Hoàn cảnh khó khăn là những đứa bé ở trong vùng sâu vùng xa có trời nuôi. Và từ khi mà chị mang bầu tới giờ bé có hành chị gì không? Dạ không. Rồi hôm về chắc chồng về bệnh dữ lắm hay sao mà thấy cạo gió đồ giật gió. Về chắc không để hai ba trước lúc là anh không? Chưa về ha. Mà chỉ như mà sanh xong cái này mình có kế hoạch không anh? Tím cổ luôn à. Đứa này nghỉ hả? Mà có kế hoạch không? Anh phải kế hoạch mới được chứ không kế hoạch là đẻ nữa chứ. Ủa bà vợ kìa, bà trả lời cho nghe. Chị có chịu kế hoạch nữa không? Dạ có. Còn mới uống thuốc ngừa hay là sanh thêm nữa? Dạ không. Uống thuốc xanh thêm 6-7 đứa nữa. Đứa chịu không? Hai đứa đủ rồi. Hai đứa đủ rồi ha. Dạ. Nhiều quá là nuôi không nổi đâu. Bữa nào ông làm cái lũ một viên thuốc. Chuẩn ý ha. Bái rồi kìa, chắc có rồi đó. Ông đi lần 10 bữa về rồi tối ông có ôm dữ không? Có. Có ha, giờ mới khai nè. Rồi ông làm gì nữa? Ông làm gì nữa? Ông quằn lắm không? Dạ. Quằn dữ không? What? What? Sao? Đây vậy? Đứng lưng hụt chứ khỏe lắm, cũng còn khỏe. Đứng chắc cũng 6 muối ha anh Hùng. Vớt lúa, mấy người vớt lúa là hay có cái cơ bắp là 6 muối rồi đó. Nếu anh Hùng bây giờ còn trẻ thì anh làm gì chứ khoảng chừng 5 năm nữa là, 5 mấy năm nữa là không nổi đâu. Vớt lúa không nổi đâu. Giờ 5 muối rồi. 30 tuổi rồi. Lúc anh Hùng mà là có vợ là 47 tuổi không? 46 nha. Tới 10 năm nữa sao anh làm không nổi. Lúc đó anh có suy nghĩ là mình 40 mấy tuổi mà mình không kiếm được vợ không? Không hả? À? Tưởng suy nghĩ tới 46 tuổi mà chưa có vợ nữa, bây giờ kiếm gặp được vợ còn quá trẻ nữa. Còn hơn mấy đứa cha, mấy thằng cha trẻ nữa chứ bộ, cha trẻ giờ sao kiếm được vợ mà cha trẻ gì đấy. Lúc gặp anh chịu liền đúng không? Trứng thùng còn lực lắm. Rồi thông thường là gửi cho bà ngoại ở đằng đây hả? Gửi ông bà. Đi mông ngậu vô. Thấy cả nhà, thấy căn nhà của anh Hùng. Là mấy giờ chồng con cái mình là ngủ bên cái giường này không rồi ha? Rồi mình nấu cơm ở đâu? Ăn trước. Nấu cơm trước. Cái đem ba điểm nè, mà định vô. Lò đó. Lò này hả? Biết lò cái ăn trước hả? Chứ không nấu trong nhà hết. Lò nè. Tại vì con nít là nhầm khi nó giữ không được, nó vô lửa. Lửa cháy ha. Ừ. Nấu ở trong này lửa củi rồi, nguy hiểm. Bánh ăn đi chị. Chánh ăn đi. Bánh nãy mấy chú mua đó. Đi có hèm ăn đi. Ăn đi. Con bé kìa, ăn cơm rồi ăn nữa. Rồi chứ mấy giờ ăn cơm rồi mới có 9 giờ mấy ăn cơm rồi hả? Sáng sớm ăn rồi. Sáng ăn rồi. Dân ruộng nè, 7 giờ 6 giờ rưỡi ăn rồi. Sao mấy ăn cơm hả? Khánh Hùng nói chuyện hiền quá vậy ha. Hiền quá. Hùng cho rồi, tại dân ruộng. Năm nay
năm đàn ông đó. Anh Hùng cũng hiền mà vợ cũng hiền nữa. Nói tiếng Việt hả ta? Tiếng Campuchia ta? Dạ tiếng Việt. Tiếng Việt hả? Dạ. Mà nhiều khi mà hai vợ chồng gặp khó khăn nhiều quá, có khi nào cãi quả không anh Hùng? Dạ không. Từ hồi hai người yêu nhau giờ có cãi lộn không? Ê. Không hả? Cũng cãi hả? Quá hạnh phúc. Vậy là rất là hạnh phúc luôn á. Để tôi vô á. Rồi nhiều khi túng thiếu quá rồi mình bài nói không? Em tao bán không? Tiền người ta không? Từ nè. Không có ít, không có đi. Không có vay mượn ha. Mượn dân khi có gì đâu trả nè. Có gì ăn nhiều ha. Cũng tốt. Rồi lúc mà túng thiếu mình không có vay mượn gì đó rồi mình làm cách nào mà để mình sinh sống? Thì đi làm gì đó thì dùng để nhầm khi thất sở mình còn làm còn gạo mà mượn sao người ta không cho. Dạ nhầm khi người ta cũng hơi thấy mình nghèo á, mình nghèo quá sợ trả không nổi á, thấy mình sợ mình làm không có không được ha. Nhà nghèo quá tự trả khổ không mượn. Gia đường có ai nói anh cứ vợ trẻ quá không? Không. Cũng không ai nói ha. Giấu mà. Giấu. Giấu vợ trẻ chứ. Phải khoe mới được chứ.